Ukraine lại bắn chìm thêm tàu Nga. Sói hạm Moskau không còn cô đơn nữa. Quân đội Ukraine vừa khẳng định đã khai quả tên lửa trúng tàu kéo cứu hộ Shipastel Vasily Bek của hạm đội biển đen Nga khi nó đang di chuyển gần đảo Rắn trên biển Đen. Hôm nay, một số truyền thông dẫn thông báo của quân đội Ukraine tuyên bố họ đã vô hiệu hóa tàu kéo hộ này của hạm đội biển Đen thuộc Hải quân Nga bằng tên lửa diệt hạm Hatbol do phương Tây cung cấp. Có lẽ tên lửa này của Đan Mạch viện trợ, bởi họ là một trong số ít các quốc gia sở hữu các hệ thống phòng thủ bờ biển Hatbol có khả năng chiến đấu tương tự như tổ hợp tên lửa Neptune của Ukraine từng cho sói hạm Moskau xuống biển Đen. Ukraine khẳng định con tàu bị tấn công khi nó đang vận chuyển binh sĩ, vũ khí và đạn dược đến đảo Rắn nằm ngoài khơi bờ biển thành phố Odessa. Một số hình ảnh chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội dường như ghi lại bởi máy bay không người lái cho thấy một quả đạn bay sát mặt biển trước khi nó lao vào con tàu phát nổ, nhưng không rõ có phải đó là chiếc Shipastel Vasily hay không. Đây là lần đầu tiên Ukraine tuyên bố sử dụng tên lửa chống hạm Hatbol tấn công mục tiêu của Nga trên biển Đen. Phía Nga chưa bình luận gì về thông tin trên. Con tàu Shipastel Vasily thuộc đề án 22870 của Nga được biên chế cho hạm đội biển Đen từ đầu năm 2017. Nó dài 60 m, vận hành bởi một thủy thủ đoàn là 26 người. Tàu này được thiết kế để lai dắt tàu biển gặp nạn, chữa cháy, cấp điện nước cũng như sơ tán và điều trị y tế cho những người bị thương trên biển. Theo thông báo, tàu không được trang bị vũ khí. Trong khi đó, đảo Rắn cách cực nam của Ukraine khoảng 48 km và cách bán đảo Crimea đã bị Nga chiếm 300 km. Đảo này rộng khoảng 18 ha. Hồi tháng 4, quân đội Ukraine nói rằng họ đã tấn công các vị trí của Nga trên đảo, nhưng dường như không đạt kết quả. Cũng vào tháng 4, quân đội Ukraine đã tấn công tàu tuần dương hạm Moskva thuộc sói hạm chỉ huy của hạm đội biển Đen của Nga. Họ sử dụng máy bay không người lái để làm rối loạn hệ thống radar và theo đó là một cuộc tấn công bằng tên lửa Neptune. Tên lửa này do người Ukraine phát triển và đưa vào sử dụng hồi tháng 8 năm 2020 với tầm bắn khoảng 300 km và có thể mang đầu đạn nặng 150 kg. Cho đến nay, Nga chỉ thừa nhận đó là một tai nạn và không công bố thiệt hại. Như vậy, sói hạm Moskva giờ không còn cô đơn nơi đáy sâu hắc hải nữa.